Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiếm Tô Lâm hóa kiếm cồn, vũ khí trên tay ông Tổng không còn bén. Ông Tô Lâm là người đang gây rất nhiều tai tiếng, cả trên trường quốc tế và trong nước. Là con người võ biển, ông dùng rất nhiều cơ bắp, tính khí ngang ngược, muốn đè bẹp mọi sự phản kháng. Đấy là đức tính mà ông Trọng cần ông Tô Lâm để chiến đấu với những người mà ông cho rằng đó là củi. Vụ án Đồng Tâm, công an vào nhà thường dân đã giết người. Đây là hành động nói lên bản chất thật của ông Bộ trưởng Bộ Công an là quá tàn bạo và bất chấp mọi pháp luật, cũng bất nhân. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang soạn thông tư cho cảnh sát giao thông mang súng, trường và mặc áo giáp. Với những người dân mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là phản động thì ông Tô Lâm tỏ ra tàn bạo. Tuy nhiên tàn bạo không có nghĩa là đánh án giỏi. Đánh án giỏi nó phụ thuộc vào cái đầu, cần phải có chất xám chứ không cần là bản năng. Sự tàn bạo là bản năng, nhưng quản lý tốt án giỏi là khả năng lãnh đạo của ngành giỏi. Với những vụ án lớn như vụ án Vạn Thịnh Phát, tính tàn bạo sẽ bất lực, bởi phe đỡ đầu với Vạn Thịnh Phát còn tàn bạo hơn. Và đặc biệt những cái đầu đang đối phó với Bộ Công an cho thấy họ có chất xám hơn phía Bộ Công an. Dường như mọi đường đi nước bước, những hướng điều tra chủ lực của ngành công an đều bị phe bên kia bắt bài. Cho tới nay, vụ án Vạn Thịnh Phát đã có 3 cái chết với một vụ phóng hỏa. Như vậy, nếu ông Tô Lâm mà có tàn bạo mà cách mấy cũng khó mà bắt được tập đoàn kinh tế chính trị này. Đấy là một bộ trưởng có năng lực, ông Tô Lâm cũng nên chứng tỏ khả năng của ông với những vụ đại án như thế. Làm sao vẫn tuân thủ tốt pháp luật mà bắt kẻ phạm tội có tổ chức phải quy án, còn đạp lên pháp luật để hành xử như thổ phỉ tại vụ án Đồng Tâm năm nào đó, chỉ nói lên sự yếu kém và bất lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an mà thôi. Hãy đối phó khôn ngoan với tội phạm có tổ chức, đừng tập trung sức lực để bức hại dân lành. Bức hại dân lành chưa bao giờ dễ và đấu tranh với tội phạm có tổ chức bao giờ cũng khó hơn. Tuy nhiên, thật đáng buồn cho ông Tô Lâm lại chọn cách dễ nên đã đi đấu với dân lành. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Mới đây, Bộ Công an cho soạn dự thảo lần thứ 2 thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Trong đó có đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay, rùi cui điện, áo khoác và áo giáp khóa số 8 trong khi đi làm nhiệm vụ. Người dân tham gia giao thông không phải là tội phạm, tuy nhiên cảnh sát giao thông lại được trang bị súng AK và có giáp thì có vẻ như họ đang được trang bị để chống kẻ thù, chứ không phải để giữ trật tự giao thông. Có thể mang vũ khí súng ngắn đã là quá đặc biệt, còn dùng súng tiểu liên, súng trường thì không biết để làm gì và bắn ai cho nữa. Người tham gia giao thông cùng lắm là cãi vã với cảnh sát giao thông, chứ không thể có vũ khí để tấn công cảnh sát giao thông được. Cũng không hiểu ông Tô Lâm cho soạn thông tư này nhằm mục đích gì, chẳng nhẽ ông lại đang nhắm vào người dân hay sao? Đây là hình ảnh ông Tổng đang dùng một thanh kiếm cùn. Ông Tô Lâm đang là thanh kiếm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc trang bị súng ống bừa bãi như thế, tiếng Bộ trưởng Bộ Công an không thể là thanh kiếm bén được, mà ông chỉ là thanh kiếm cùn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ông Tô Lâm đã tỏ ra quá yếu kém đối với những vụ đại án. Ông điều tra mà để thông tin dễ dàng lọt ra ngoài, làm cho tội phạm cao chạy xa bay từ rất lâu. Điều tra mà để lộ đầu mối, để thế lực tội phạm ra tay trước bịt đầu mối. Ông Tô Lâm đang chứng tỏ ông chỉ là thanh kiếm cùn. Không biết ông Tổng có nhìn ra hay không? Nếu nhìn ra mà vẫn dùng thì việc làm thất bại nhiều kế hoạch phá án của ông Tổng cũng không có gì là khó hiểu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng mượn oai hùng, Nguyễn Văn Thể xanh mặt chạy mất dép. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp chính bộ chính trị rồi đưa ra quyết định khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Thông thường các ủy viên Trung ương Đảng và các ủy viên Bộ Chính trị thuộc quyền quản lý của Bộ Chính trị, mà trong đó Bộ Chính trị ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là ủy viên, còn ban bí thư trong tay ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ có quản lý cấp thấp hơn ở ủy viên cấp Trung ương Đảng. Tuy nhiên, với thế lực mạnh nhất hiện nay, tiếng nói Bộ Chính trị
chịu ảnh hưởng của ý chí ông Nguyễn Phú Trọng là mạnh nhất. Đây là hình ảnh ý định ép từ chức đã được Võ Văn Thưởng thông báo từ năm 2021, nhưng chẳng ai nghe cả. Theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật, cán bộ thuộc diện cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Nghĩa là Bộ Chính trị thông báo nếu không từ chức thì họ sẽ cách chức. Bộ Chính trị ra thông báo này không phải mới hồi tháng 9 vừa qua, mà quyết định này đã có từ năm 2021 rồi. Cụ thể là ngày 23 tháng 10 năm 2021, tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở thành phố Đà Nẵng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Ông Võ Văn Thưởng đã nói rằng phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức đảng và cơ quan để cán bộ phải từ chức, uy tín của cán bộ đó giảm sút, không chờ đến hết nhiệm kỳ. Khi đó, một số người thì nhận xét rằng ý kiến đó không phải là của ông Thưởng mà là ý kiến của ông Tổng. Ông Tổng nhờ miệng ông Thưởng đánh tiếng để mấy quan chức ngồi lì biết sợ mà rút. Tuy nhiên, lời hù dọa của ông Thưởng chẳng một ai sợ mà phải tự rút cả. Có vẻ như ông Võ Văn Thưởng không đủ uy tín nên tháng 8 vừa qua, ông Tổng đã mượn tay Bộ Chính trị thông qua quy định số 80 vào ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ, ứng cử để hăm dọa và hiệu quả tức thì. Người đầu tiên phải xanh mặt rút chạy khỏi ghế bộ trưởng, đó chính là ông Nguyễn Văn Thể. Đây là hình ảnh vào tháng 8 năm 2022, ông Trọng đã mượn Bộ Chính trị để hù dọa tiếp. Ngày 17 tháng 10, tờ báo chí trong nước cho biết Bộ trưởng Giao thông Vận tải được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Như vậy là việc ông Thể sẽ rời chức vụ bộ trưởng là do ông tự nguyện chứ không phải ông bị phế truất. Việc tự nguyện rời ghế không biết có được xử nhẹ cho sai phạm của ông Thể sau này hay không, vì Bộ Chính trị không có cam kết bằng văn bản. Có người thì cho rằng những gì được quy định bằng văn bản hẳn hoi cũng chưa chắc gì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giữ lời, chứ nói gì đến việc không quy định bằng văn bản. Từ khi quy định số 80 được ban hành, chưa ai phải chạy mất dép ngoại trừ ông Nguyễn Văn Thể. Và hiện nay có rất nhiều quan chức dính chàm nhưng vẫn đang ngồi lì tại ghế không chịu tự nguyện rút lui, mà chỉ có một mình ông Thể. Có người chỉ đánh giá rằng ông Nguyễn Văn Thể là một bộ trưởng gan sứa. Đây là hình ảnh chỉ mới mình ông Thể sợ quy định 80 của Bộ Chính trị. Rõ ràng vào năm 2021, ông Tổng Bí thư chỉ thấy uy để ép Ban Bí thư dọa và chẳng ai sợ, và giờ ông mượn oai của Bộ Chính trị dọa thì đã có người sợ. Có lẽ ông Thể nhát gan thật, nếu ngồi lì thì chưa biết ông lại có thể ở lại chiếc ghế bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ, cũng có khi như vậy. Trước hội nghị Trung ương lần thứ 6, Vũ Đức Đam và Nguyễn Xuân Phúc bị dính đến vụ Việt Á ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng cuối cùng hai ông này vẫn ngồi lì và giờ thì hai ông này vẫn chưa mất chức. Xem ra ông Nguyễn Văn Thể gan sứa thật. Thực ra Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong Bộ Chính trị cũng có rất nhiều phe, chứ không phải chỉ một mình ông Nguyễn Phú Trọng kiểm soát được tất cả. Vì thế, dù quy định số 80 được ban hành, nhưng sức nặng của nó không phải là sức nặng của cả Bộ Chính trị. Vì thế, ông Thể sợ là rất có thể ông sẽ bỏ mất cơ hội ngồi lại chiếc ghế Bộ Giao thông Vận tải để ép và chén tiếp. Và cuối cùng thì ông Thể đã phải tự từ chức theo cái quy định này của Bộ Chính trị đề ra.